Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo khi mà mình ra video nha các bạn. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ vẫn tiếp tục làm về một cái loài gấu nữa nha các bạn. Đó, tập hôm trước thì mình mới xây xong cái chuồng cho mấy em voi cũng như là đeo trang bị cho tụi nó nè các bạn. Đó, đây là voi châu Phi nha. Nhìn rất là xịn sò luôn. Và đây là hai cái chuồng gấu mình đã có rồi. Một bên là gấu xám Bắc Mỹ và bên này là gấu trúc nha các bạn. Đâu rồi mấy em gấu trúc trốn đi đâu rồi? Đây rồi các bạn ơi, một em ở đây. Và một em nữa cũng ngồi ở đây luôn nè. Cái bọn này nó hay ngồi lắm các bạn ơi. Rồi, thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi dẫn dắt thêm mấy cái con gấu khác về nha các bạn. Thì cái loài đó có tên là gấu đen nha. Mình sẽ lấy mấy cọng dây để mà dắt nó về. Nó đang cắn con bò ở đây nè. Rồi, dắt nó về thôi bạn ơi. Sẵn tiện có một em gấu trúc ở đây thì mình cũng sẽ dắt về luôn, thu phục nó luôn nha. Xịn xò liền. Rồi, dắt về thôi các bạn ơi. Trời ơi, chúng ta phải leo lên mấy cái núi này nè, thiệt là khó khăn. Mình kéo cái con gấu trúc lên rồi, nhìn ghê vậy chứ. Hy vọng không sao các bạn à. Nó bị té xuống, nó mất máu rồi nè. Nó vẫn đi săn con bò. Mấy cái con gấu đen này nó đam mê vãi chưởng luôn các bạn ơi. Nó đứng nó đi bằng hai chân luôn nè. Xịn sò vãi. Và theo như mình thấy thì cái kích thước của mấy em gấu đen này nó vẫn nhỏ hơn gấu xám Bắc Mỹ nha các bạn. Nhưng mà nó to hơn gấu trúc. Rất là xịn luôn. Rồi, hy vọng là tụi này nó chịu theo mình lên đây. Một em gấu trúc đã lên rồi. Trời ơi, còn cái em gấu đen này vẫn chưa chịu lên các bạn ơi. Chắc mình sẽ đặt những cái cầu thang để mà nó leo lên cho dễ nha các bạn. Dạo giờ nó hay bị lỗi như vậy đó. Rồi, phải xuống đẩy nó lên thôi các bạn ơi. Nó đứng à, nó không chịu bước lên. Trời đất ơi. Đây, cuối cùng cũng chịu lên rồi các bạn à. Cực khổ vãi chưởng. Rồi, mình sẽ dắt nó đi theo cái đường này nha. Trời, đây là một cái vùng núi và nó cách nhà mình cũng khá là xa đó. Hy vọng tôi sẽ dắt được hai em gấu này về. Ok, xịn xò rồi đó. Đâu rồi? Trời ơi, nó bị đứt dây các bạn ơi. Rồi, chúng ta phải xích đầu nó lại thôi. Chúng ta phải xây những cái cầu thang thì chúng nó mới có thể leo lên được các bạn à. Đây, gấu trúc đã lên rồi. Còn gấu đen thì vẫn chưa chịu. Mình phải đẩy em gấu đen này đi ra cái chỗ cầu thang mới được. Đó, như vậy nó mới chịu các bạn ơi. Trời đất ơi, kiểu này là khổ rồi. Nói chung thì mình sẽ thường xuyên đặt những cái cầu thang như thế này để tụi nó sẽ dễ dàng leo lên nha các bạn. Gấu trúc của tôi đâu rồi? Nó lại bị kẹt chỗ này nữa rồi. Xích nó đi. Đi lên nè. Đó, cuối cùng cũng đã chịu lên rồi các bạn à. Qua bên đây lại gặp cầu thang nữa nè. Rồi, chúng ta đã đi được một khoảng rồi đó. Cũng khá là xịn sò. Mình nghĩ là sẽ dắt nó đi men theo những cái con sông nha các bạn. Rồi, chỗ này thì chúng ta lại đặt những cái cầu thang nữa thôi. Đặt những cái cầu thang ở đây. Rồi, kéo em gấu đen lên nào. Ok, cuối cùng nó cũng chịu đi theo mình rồi các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ phải đi qua cái núi này rồi. Trời đất ơi, phải leo lên nữa các bạn à. Ai da, đập cái lốc này đi mới được. Thiệt là khổ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đào một cái đường để mình đi lên đây nha các bạn. Đây, sẽ cùng lắp những cái cầu thang cho nó dễ đi nè. Xịn xò rồi đó. Rồi, chỗ này mình cũng sẽ đặt những cái cầu thang tiếp tục luôn nha các bạn. Chỗ này chúng ta phải lắp lại thôi. Rồi, đặt những cái cầu thang như vậy thì nó sẽ dễ dàng đi lên hơn.
Rồi, sắp tới cái đỉnh rồi các bạn ơi. Sắp tới rồi. Chúng ta sẽ đặt những cái cầu thang tiếp tục nữa nha. Đây, nội mà lôi những cái con gấu này về thôi là nó cũng đã tốn rất là nhiều thời gian của mình luôn rồi. Rồi, hai em cũng đã chịu lo rồi các bạn ơi. Ha, chúng ta lại phải đặt những cái cầu thang tiếp tục thôi. Trời, nó cũng sắp tối rồi, chắc mình sẽ đi về mình ngủ một phát. Đó, giờ trời nó đã sáng trở lại đó các bạn ơi. Mình sẽ lại dắt hai cái em gấu này đi nữa thôi. Ây da, sao đặt nó toàn ngược không vậy? Đó, đi lên nè. Ồ, cái con gấu trúc nó vẫn chưa chịu đi các bạn ơi. Đây, chịu lên rồi đó. Rồi, bây giờ lại phải đặt những cái cầu thang tiếp tục nữa thôi. Trời ơi, cực khổ vãi chưởng luôn. Lôi nó đi thôi các bạn. Ồ. Ây da, đứt dây hết hai con rồi. Mình phải xích nó lại mới được. Rồi, chỗ này chúng ta lại đặt những cái cầu thang khác để mà đi lên tiếp tục nha. Ây da, em gấu trúc nó vẫn chưa chịu lên các bạn ơi. Nó đã bị cái cọng dây này nó giật lên rồi các bạn à. Rồi, bây giờ chỉ còn việc đi xuống thôi. Nó sẽ rất là tiện cho mình luôn. À, có em người cây nè. Có mấy em cáo nữa. Wow. Rồi, mình sẽ kéo nó xuống nha các bạn. Rồi, wow, hy vọng tụi nó sẽ không bị mất miếng máu nào khi mà đi xuống núi nha. Vì nó nguy hiểm phải chưởng. Mình sẽ đi xuống từng bậc nha các bạn. Chúng ta phải cẩn thận mới được, chứ không là ăn cám hết đó. Trời ơi, nó nhích từng bậc kìa. Cái bọn này thiệt tình. À, có vẻ như là mình sắp tới nhà rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ gặp cái đồng bằng thôi, nó cũng sẽ rất là tiện cho chúng ta luôn. Hiện tại nó vẫn chưa chịu đi. Chắc mình sẽ đặt những cái cầu thang phía bên này đi. Và bên đây một cái nữa. May là tôi chế tạo khá là nhiều cầu thang đó. À dạ, cái em gấu đen này sao kẹt ở đây vậy? Đi theo tôi đi chứ. Kéo nó lên các bạn à. Nó cứng đầu vậy trưởng. Đi về hướng này nha. Lại đặt cầu thang cho nó leo lên thôi. Đó, xịn sò hơn rồi đó. Ui, mém tí là té xuống chỗ đó rồi. À, cái chỗ này nó là một cái rãnh nữa nè. Ghê quá. Chúng ta sẽ kéo nó đi dọc theo cái con sông này nha. Ồ. Và hình như trước mặt có thêm một em gấu xám Bắc Mỹ nữa. À, mình cũng sẽ lôi nó về luôn nha các bạn. À, thế là chúng ta sẽ có được 3 loài gấu. Quá xịn luôn. Đi bắt gấu đen mà chúng ta được 3 loài luôn. Quá đã. Đây, kéo lên thôi các bạn ơi. Đó, đã chịu đi lên hết rồi. Gấu đen thì nó đã lên trên rồi. Còn cái em gấu xá Bắc Mỹ này vẫn chưa chịu nè. Ồ, có vẻ như chỗ này chúng ta còn phải đặt thêm những cái cầu thang khác luôn các bạn à. Rồi bây giờ mình sẽ kéo nó lên thôi. Một em gấu trúc đã chịu lên. Ồ, hai em kia nó bị đứt dây rồi các bạn ơi. Thôi kệ, mình sẽ kéo cái con gấu trúc này vào chuồng trước nha. Đây, đi vào chuồng nè. Ủa, nó bị đứt dây nữa rồi các bạn ơi. Vãi chưởng à. À, nó đây rồi. Mình tưởng nó đi đâu xa chứ. Rồi, chúng ta sẽ kéo nó vào chuồng thôi. Để mà tăng cái số lượng gấu trúc lên thành 3 con nha các bạn. Thì mấy cái con gấu này nó cũng có thể sinh sản được. Nếu các bạn nuôi nhốt nó trong một cái phạm vi hẹp nha các bạn. Đó. Nuôi càng hẹp thì nó càng dễ sinh sôi thôi nha. Rồi chúng ta lại kéo thêm những em gấu đen cũng như là gấu xám Bắc Mỹ vô nha các bạn. Gấu xám Bắc Mỹ hay còn gọi là gấu nâu đó. Đây các bạn ơi, gấu nâu. Ây da, nó không chịu lên. Cái con này lên đi. Lên. Và bây giờ nó cũng đã chịu lên rồi các bạn ơi. Hên quá, chúng ta sẽ kéo những con này đi qua đây thôi. Ồ, cái con gấu đen này nó nhảy nhảy tưng tưng nè. Nhìn nó nhỏ mà nó sung vế chưởng luôn. Rồi nó nhảy kìa. Rồi mình sẽ cột nó vào những cái trụ này nha các bạn. Mình đã có đặt hết rồi. Ủa,
chắc mình sẽ tháo ra đó. Mình sẽ cột mỗi cái con gấu đen thôi. Còn gấu sáp Bắc Mỹ thì mình sẽ dắt nó vào chuồng nha. Đây chính là chuồng của gấu sáp Bắc Mỹ đây. Chúng ta cũng sẽ tăng số lượng nó thành 3 con nha. Cái con này nó muốn chạy ra ngoài các bạn ơi. Rồi, đóng cửa lại. Xịn hơn rồi đó. Quá đã luôn. Thế là mình đã có được 3 con gấu sáp Bắc Mỹ cũng như là 3 con gấu trúc rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm một con gấu đen nữa nha các bạn. Đây, mình đã có lưu những cái địa điểm hết rồi. Hình như gần đây nó cũng có một cái con gấu trúc nữa thì phải. Kia kìa các bạn. Đó, mình nhớ mà. Ok, chắc mình sẽ xuống kia mình dụ cái con gấu trúc lên đây trước nha. Gấu trúc thì chúng ta có thể dụ nó rất là đơn giản luôn. Là dùng cái cây mía các bạn. Nó sẽ đi theo người mà cầm cái cây mía này nha. Đó. Con này nó mám vô phải chứ. Rồi nó đã biết cách nhảy lên rồi kìa. Xịn vậy. Hả? Hình như nó đã ngồi xuống rồi bạn ơi. Nó đã không đi theo nữa rồi. Mình sẽ lôi đầu nó đây thôi. Đó. Một em. Và thêm em gấu đen này nữa. Quá xịn sò luôn. Bây giờ chỉ cần lôi về nhà thôi bạn ơi. Rồi. Lôi nó về nhà thôi. Nó cũng khá là gần nhà mình nên là rất là tiện luôn nha các bạn. Đây. Lôi nó đi. Đã tới nơi rồi các bạn ơi. Quá xịn luôn. Tới đây mình sẽ cột cái con gấu đen này vô những cái trụ. Và con gấu trúc thì mình sẽ dắt nó vào chuồng của nó nha các bạn. Con này nó bị đứt dây hả ta? Sao lạ vậy chứ? Để mình tháo dây cho các em gấu trúc này cái đã. Rồi xích gấu đen này lại thôi. Con gấu trúc này thì mình sẽ dắt nó vô chuồng của nó nha. Để mình cột lại một cái đã. Con này nó bị lỗi cái dây các bạn ơi. Nãy mình không có thấy cái dây. Trời đất ơi. Rồi bây giờ lôi em gấu trúc này đi vào chuồng thôi. Có một em đã chờ sẵn đây luôn rồi. Đừng có chạy ra ngoài nha. Phải đóng cái cửa này lại trước đã. Mình sợ nó chạy ra ngoài đó các bạn à. Lôi nó vào tới. Nó lấp ló rồi kìa. Vô đi ngại ngùng gì nữa. Quá xịn luôn. Thế là mình đã có được 4 em gấu trúc rồi nha các bạn. 3 em ở đây và một em nữa đâu rồi. Đang ngồi chơi ở trên đây. Quá là xịn luôn nha các bạn. Chẳng tiện thì mình cũng sẽ thu hoạch mía luôn nha. Đó. Mấy con nó ham ăn rồi. Nó chạy tới chỗ mình liền. Trời đất ơi. Quá đã. Rồi. Xịn sò rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ đi dắt thêm một vài em gấu khác về luôn nha các bạn. Hồi nãy mình có để ý là có được 2 em gấu nâu ở đây luôn nha các bạn. Gấu nâu, gấu xám Bắc Mỹ. Dắt nó về đó bạn ơi. Sát bên nhà mình luôn. Chắc mình sẽ đi theo cái rãnh nước này đi. Chính xác là cái con sông này đó các bạn. Đó, lôi đi cho nó dễ. Lôi được một con à, con kia nó không có chịu lên các bạn ơi. Thôi, mình sẽ mang theo cái con sông này cũng được. Không có vấn đề gì cả. Bọn này nó không chịu đi các bạn à. Chúng ta phải dùng những cái cầu thang mới được. Có con Reaper các bạn ơi. Mình nghe tiếng nè. Mày nè con. Đừng có nổ nha. Sợ phải chửi các bạn à. Nó tính đi thủ tiêu mấy con gấu của tôi hay sao á. Rồi, gọi nó về nhà rồi bạn ơi. Sắp tới rồi. Ở đây mình cũng sẽ đặt những cái cầu thang lên luôn nha. Đó, đặt cầu thang lên. Cái gì vậy? Ui, con Reaper nó nổ bạn ơi. Và nó đã thủ tiêu thành công cái con gấu sáng mắt Mỹ của mình rồi. Ui, banh xác luôn nè. Ui, vãi chữ nè, không thấy luôn các bạn ơi. Không thấy xác luôn. Trời đất ơi, kinh khủng thiệt sự. Thế là bây giờ mình chỉ còn một em gấu sáng mắt Mỹ thôi. Trời đất ơi, mấy con Reaper này cơ hội vãi.
Thôi kệ đó các bạn ơi. Không là mình đã có được 5 em gấu sáo Bắc Mỹ rồi. Nhưng bây giờ nó đã giảm xuống còn 4 em thôi. Vãi chưởng hả? Nó đi thủ tiêu cái con của mình luôn. Trời đất ơi. Kinh khủng thiệt sự. Ồ, con này nó bị xúc dây các bạn ơi. Để tí mình sẽ đi ra mình buộc dây cho tụi nó nha. Bây giờ thì cho em này vô trong. Ồ, và đóng cửa lại. Xịn sò rồi đó. Thế là bây giờ chúng ta đã có được chuồng của 4 con gấu xám Bắc Mỹ cũng như là 4 con gấu trúc nha. Nhưng mà về gấu đen thì chỉ có 2 con thôi. Rồi. Giờ mình sẽ tiến hành đi xây chuồng cho bọn này trước nha các bạn. Thì chuồng của bọn nó kiến trúc nó cũng sẽ giống với 2 cái chuồng còn lại thôi. Nó cũng cách ra 5 ô và có diện tích là 22 x 22 nha các bạn. Cũng dùng cái loại stone brick chisel theo cái kiểu đó luôn nha. Đó, rất là tiện luôn. Nhưng mà lần này thì mình sẽ không ốp hàng rào cũng như là ốp những cái song sắt cho tụi nó nữa. Mình sẽ ốp bằng kính cường lực nha các bạn. Cái loại kính trong suốt á để tụi nó có thể nhìn ra ngoài được. Đó. Rồi, đặt ở đây một cái trụ. Rồi chúng ta cũng sẽ kéo qua 22 ô nha các bạn. À, 22 ô đã xong. Đặt một cái trụ và tiếp tục kéo ra 22 ô nữa nha. Ô quên, 20 ô chứ. Nãy mình tính luôn cái trụ là 22 đó các bạn à. Đó, xịn sò liền. Rồi, và bên này mình cũng sẽ làm một cái cổng nha. Trước mắt đi qua 7 ô mỗi bên cái đã. Coi thử nó có đều chưa. À, 8 ô đi. Đó. Rồi, bây giờ mình chỉ cần làm một cái cửa chuồng thôi. Rất là đơn giản, dùng cobblestone và cái loại stone brick được chisel này là chúng ta có thể làm được cái cửa chuồng rồi. À, ngon lành canh đào. Rồi, bây giờ mình cũng sẽ ốp cái chuồng này cao cao một tí nha các bạn. Nó sẽ có chiều cao là 5 ô nha. Rồi mình cũng sẽ lên 3 ô bằng stone brick và 1 ô bằng cobblestone chisel nha các bạn. Rồi bây giờ chỉ cần kéo qua thôi. À, chỉ cần kéo qua thôi các bạn ơi. À dạ, tới chưa vậy? Tới chưa, để tôi coi thử coi. À, còn 1 ô nữa là tới rồi bạn ơi. Đây rồi. Ta-da. Và mình cũng sẽ đặt những cái trụ như thế này luôn. Chúng ta sẽ kéo qua bên này nữa nha. Trước mắt là tạo một cái khung cho chuồng trước đã. Rồi, 1 ô nữa thôi. Đó, chỉnh sao liền. Bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục kéo những cái phần còn lại luôn nha các bạn. Và bên này cũng vậy luôn. À, tí mình còn phải lên trên để mình ốp những cái slab để cái bọn quái nó sẽ không xuất hiện ở phía bên trên cái chuồng của mình nữa nhé. Nữa đó. Rồi, thế là đã xong cái khung rồi. Bây giờ thì mình sẽ ốp những cái slab bạch dương nha các bạn. Đó, ván gỗ bạch dương luôn. Khá là xịn sò. Mình sẽ làm cho nó kiểu như là xen kẽ bạch dương acacia, bạch dương và acacia nha. Tức là 4 cái loại chuồng nó sẽ dùng những cái loại slab như vậy đó các bạn ơi. Cũng như là cửa chuồng cũng dùng như vậy luôn. Đây. Xong bên này. Wow, sao hôm nay mình ốp ngọt quá ta? Không có bị double click gì cả. Con chuột sao hôm nay nó ngon quá vậy ta. Ok. Rồi. À, mới nói xong. Rồi, cuối cùng cũng đã xong cái phần mái rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tới với cái phần ốp kiến. Đó. Cũng như là mình cũng sẽ ốp thêm những cái stone brick cho cái chuồng này luôn nha các bạn. Đó, mình sẽ kéo stone brick ra 3 ô nha. Chỉnh chế độ lại và kéo ra 3 ô. Cứ mỗi bên 3 ô nha các bạn.
Bên này cũng vậy. Và hai cái bên còn lại mình cũng sẽ kéo như vậy luôn nha các bạn. Mỗi bên là 3 ô. Ủa, bên kia nó có một cái block nó bị lỗi kìa. Tí mình sẽ sửa nó sau thôi các bạn ơi. Rồi. Ở vô đây. Đó. Kéo ra thôi. Có cái cây hoa nên là mình xây rất là nhanh luôn các bạn ơi. Đây là kiến cường lực nha. Thì cái bọn gấu này á, nó không có phá được cái block nào cả. Nên là các bạn dùng cái loại vật liệu nào nó cũng an toàn hết. Đó. Trời ơi, nhìn nó trong suốt liền. Quá xịn sò luôn. Rồi. Xong cái tường thứ ba. Và đây là cái phần cuối cùng nha các bạn. Ây da, mình bị thiếu. Mình bị thiếu các bạn ơi. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ đi vô mình nung luôn. Trời đất ơi, tôi bị thiếu một cái tấm kiếng nữa đây. Rồi, sẵn tiện đi vô nung cát luôn các bạn ơi. Thiệt là khổ quá đi. Mình sẽ chờ cho nó nung. Cái này cũng rất là nhanh thôi các bạn à. Sao là đã đủ rồi nha. Bây giờ mình chỉ cần chia sổ nó thành cái loại kiến cường lực là được rồi. Rồi, đi ra lại và ốp tiếp tục thôi các bạn ơi. Đấy. Và ta là đã xong về cái khung của cái chuồng rồi nha. À, bây giờ tới cái phần cái cửa nữa. Cái cửa thì mình sẽ dùng carpenter door nha các bạn. Trước tiên chúng ta sẽ cần những cái carpenter block cái đã. Mình sẽ search công thức của nó. Đây chính là công thức của nó nè. Đó, rất là đơn giản luôn. Rồi mình sẽ tạo ra hai cái carpenter door cũng như là bốn cái nút nha các bạn. Đó, bốn cái carpenter button. Thì cái carpenter door này nhìn nó cũng rất là đẹp và rất là tiện cho chúng ta luôn. Ủa, mình còn gỗ bạch dương không? Đây nè. Tưởng hết rồi chứ. Rồi mình sẽ ốp mấy cái nút đây luôn nha. Cũng như là gỗ bạch dương thì mình sẽ ốp vào những cái button. Và cái đo này thì mình cũng sẽ ốp như vậy luôn nha các bạn. Ra ngoài thì mình cũng sẽ tiếp tục thôi. Đó. Cái loại carpenter door này á, thì nó rất là tiện luôn. Nó mở một lần được hai cửa các bạn à. Và ấn nút nó cũng vậy luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành cái phần trang trí cây cho cái chuồng này nha. Mình sẽ dùng những cái cây gỗ sồi sẫm màu trước. Đó, hai cây rồi. Và đây là một cây bạch dương nha các bạn. Đó, nhìn xịn sò hơn rồi đó. Bên này cũng là một cây bạch dương luôn. Mình sẽ trồng chỗ này một cây sồi bình thường đi. Đó, và chỗ này là những cây acacia nha các bạn. Rồi, ba cây acacia ở đây đi. Hy vọng nó không quá tối ha. Hình như cái này hơi bị nhiều cây quá thì phải. Hình như mình quên up glowstone rồi. Ui, và cái cây bạch dương này nó đúng cái vị trí của cái glowstone chỗ này luôn. Chắc mình sẽ chặt nó đi nha các bạn. Trời đất ơi, không được rồi. Đây, chỗ này là một cái cục glowstone ở đây nha. Nãy mình quên up. Đó, một cục glowstone. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Thêm từ một ốp nữa thôi các bạn ơi. Trước mắt là ra 5 ô trước đi. Bên đây cũng ra 5 ô. Ồ, có vẻ là không được rồi. Chúng ta chỉ ra được 4 ô. 4 ô là nó sẽ đều hơn đó các bạn ơi. Rồi, cứ 4 ô thôi. Rất là đơn giản luôn. 4 ô một cục glowstone nha. À, chỗ này cũng vậy luôn nha các bạn. Chuồng này nó hơi bị nhiều cây ta. Và nó cũng khá là tối đó các bạn ơi. Không sao, cái bọn gấu đen này nó cũng nhỏ mà. À, nó không có bự như cái bọn gấu sáp Bắc Mỹ. Nên là chúng ta cũng đỡ lo hơn phần nào rồi. Ok, bây giờ mình chỉ cần giấm cái glowstone này qua thôi.
Ủa cái này thì up rất là nhanh luôn ha. Tại vì nó chỉ có 4 hàng cluster nữa các bạn ơi. Đó, thế là đã xong rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ trồng thêm những cái cây bạch dương cũng như là những cây xoài bình thường để mà bù vào cái chỗ này nha các bạn. Nhìn bên này nó hơi bị trống. Một cây bạch dương và chỗ này chắc mình sẽ trồng một cây xoài bình thường nha. Mình lộn cái sapling, trời đất ơi. Thuộc dương mình sẽ trồng ở bên này đi. Đó. Thế là xong, bây giờ chỉ cần bón cỏ cho nó thôi. Hình như nó bị rậm rạp quá các bạn ơi. Thôi kệ nó đi. Rồi và bây giờ mình sẽ đi dắt mấy cái em gấu đen này đi vào chuồng nha. Ồ, chúng ta có một cái cây cổ thụ kìa. Nhìn nó rất là to luôn các bạn ơi. Wow, kinh khủng nha. Trước tiên thì mình sẽ dọn những cái sapling này trước đã. Đây. Cũng như là những cái bột xương và những cái loại vật phẩm không cần thiết nha các bạn. Rồi, bây giờ chỉ cần dắt nó vô thôi. Ba lô mình cũng như là inventory nó đã gọn gàng một xíu rồi đó. Tháo ra cho tụi nó các bạn ơi. Dắt được một em nè. À, chắc mình dắt một lần hai em luôn quá, cho nó gọn các bạn ạ. Ồ, dắt một lần hai em luôn. Nó đứng nó đi bằng hai chân nữa chứ. Cái con này với lại con gấu sai Bắc Mỹ á, nó đi bằng hai chân được nha các bạn. Còn cái con gấu trúc thì nó không có đi được đâu. Rồi, thế là chúng ta đã xong. Ây da, nó muốn đi ra ngoài các bạn ơi. Rồi mình sẽ đi ra mình đóng cửa cho nó nhanh. Đó, xong rồi. Thế là đã có chuồng của mấy em gấu đen rồi nha các bạn. Quá xịn sò luôn. Và đây là cái chuồng thứ tư của cái sở thú thời hiện đại trong công viên khủng long của mình nha. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp những cái cây trụ gỗ ở đây luôn. Đó. Dọn bớt đi các bạn à. Có vẻ là quá là xịn rồi đó. Mình sẽ cùng đi qua thăm lại mấy cái em gấu đen cái đã. Công sức mà kéo nó về nãy giờ các bạn ơi. Cái bọn này nó lì vãi chưởng luôn á. Phải có cầu thang nó mới chịu trèo lên đó các bạn à. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để ủng hộ mình làm tiếp nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.